Suy niệm với Linh Mục Nguyễn Trung Tây. Tiếng kêu sa mạc. Hơn 4 năm dài tôi sinh hoạt với người thổ dân tại sa mạc Úc Châu. Một thời gian vừa đủ dài để cảm nghiệm đời sống đá sỏi hoang mạc. Trời tháng 12 Úc Châu, mùa hè. Sa mạc thông thường nổi bật với màu vàng cỏ khô trải dài mênh mông kéo dài tới tận cuối đường chân trời. Mặt trời than hồng sa mạc thản nhiên ném xuống hoang mạc, lửa trời tô thêm đậm màu đất đỏ. Xác chết kangaroo nằm chết dọc theo hai bên đường. Quạ đen và kên kên vui mừng nhảy múa chung quanh xác chết. Ruồi sa mạc Úc Châu nổi tiếng lì lợm, đi vào mắt, chui vào mũi. Đường sa mạc dẫn vào thôn làng thổ dân, quanh co nhấp nhô đá sỏi với không một bóng người. Tôi vẫn thế, tu sĩ sa mạc, vẫn cẩn thận từng vòng bánh xe lăn tới trên đường đất đỏ trải dài mênh mông. Mắt tôi mở to, chăm chú nhìn hai bên đường và phía trước. Vào những giây phút đó tôi hay nghĩ tới ngôn sứ sa mạc Tiền Hô. Ngài mặc áo lạc đà, ăn châu chấu mật ong. Có những lần tôi dừng xe lại, tôi thả bộ đi sâu vào sa mạc để lắng nghe tiếng gọi của vị ngôn sứ. Có tiếng hô trong hoang địa: hãy sửa lối cho thẳng để người đi. Marco chương 1 câu 3. Khổng Tử quan niệm nhân chi sơ tính bổn thiện. Người Do Thái và tín hữu Kitô tin rằng con người từ Thiên Chúa mà ra, được hình thành trong hình ảnh của Đấng tối cao. Con người do đó mang tính bổn thiện. Nhưng không biết từ giây phút nào đó, bóng đen vẩn đục đôi mắt ngây thơ thiên đàng. Thế là tâm hồn nhân gian quanh co, đá sỏi nhấp nhô, cỏ chết úa vàng, kéo dài một cõi mênh mông. Hai bên đường xác thú nằm chết phơi bụng trường sừng. Giải thích cho hiện tượng bóng đen vẩn đục, tác giả Sáng Thế Ký giải thích: tại hai người nguyên tổ ăn trái cấm. Người Việt Nam thì tin rằng tại môi trường sống, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nếu chọn sống với đời sống ống cống, người tôi dài ra, thân xác tôi vương mùi bùn đất. Trong lớp kinh thánh, sinh viên cũng như giáo dân hay đặt vấn đề với tôi: tại sao Chúa biết con người yếu đuối mà Ngài lại trồng cây trái cấm nằm ở giữa vườn, để rồi chú rắn tinh khôn xuất hiện quyến rũ. Bà nghe theo lời rắn, giơ tay hái. Bà và ông cuối cùng cùng ăn. Và khi Thiên Chúa xuất hiện, Ngài hỏi: ủa, con đâu rồi? Ông quanh co chỉ bà. Bà nhìn ngó quanh quẩn chỉ con rắn. Tâm hồn trần gian cong queo nhấp nhô, ngôn sứ Tiền Hô xuất hiện. Người từ Judea và thành phố Jerusalem kéo tới hoang mạc, nhờ Ngài sửa lại những con đường cong queo của tâm hồn. Mùa vọng, tôi thường xuyên thấy mình bận rộn với những sinh hoạt của một vị mục tử. Chương trình giảng phòng mùa vọng, ngồi tòa, lo toan xây dựng hang đá nhà thờ. Chương trình mùa vọng và thánh lễ canh thức nửa đêm. Rồi là tiệc Giáng sinh với giáo dân và với những linh mục tu sĩ. Cứ thế, những tối mùa vọng về tới phòng, tôi mệt nhoài, đầu nhức căng căng. Cứ thế, tôi bận rộn suốt cả một mùa vọng 4 tuần cho thiên hạ 4 phương, cho tới tận chiều tối ngày 25 tháng 12.
Tới giây phút đó, giây phút linh thiêng con trời nhập thể, đã bốc hơi, cạn khô. Có người thắc mắc, nửa đùa nửa thật, cha, cha là linh mục, đâu cần phải đi xưng tội. Tôi nhìn, đôi khi nhíu mày, lượng định tình hình, rồi tôi cười, tôi nói, tôi, linh mục, tôi cũng là người, tôi tầm thường hơn một người tầm thường. Bởi thế, khi tôi xưng tội, tôi cũng xót xa tâm hồn khi xét mình, cũng hân hoan rộn ràng như bao người. Sau những giây phút được trời cao qua bàn tay của linh mục hòa giải, nhân gian thắc mắc, ngạc nhiên nhìn tôi. Cha, cha không nói dưỡng trời đấy chứ. Tôi nghiêm trang, tôi lắc đầu. Ồ không, các linh mục khác họ thánh thiện, nhưng riêng tôi biết tâm hồn mình thường xuyên khúc khuỷu, tâm hồn mình nhấp nhô đá sỏi. Và tôi kết luận, những lúc biết tâm hồn hố sâu, tôi chọn, tôi đi vô sâu trong sa mạc, hy vọng ngập ngôn sứ sa mạc tiền hô. Với những người thắc mắc hỏi tại sao Chúa lại trồng cây trái cấm giữa vườn, tôi nói, con người chúng ta luôn luôn có chọn lựa, ăn hoặc không ăn. Vấn đề không phải là bởi Chúa, nhưng bởi cá nhân của bà, của ông, và ngày hôm nay, cá nhân của tôi. Tôi, linh mục chọn lựa cái chọn lựa nghèo nàn, hồn tôi trở nên nghèo nàn, tâm hồn tôi trở nên vũng lầy. Lỗi này không phải là bởi Chúa, mà thật thà nhận xét, đó là bởi cái chọn lựa của tôi. Sống trong sa mạc mùa vọng, tôi thường xuyên mang giáo dân sa mạc vô thêm sâu vào sa mạc, vừa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, để riêng tâm hồn của vị chủ chăn và của giáo dân đẫm thấm giây phút mùa vọng. Sáng, chúng tôi lái xe tung bụi mờ sa mạc. Thế giờ chia sẻ, tôi nói về tiếng gọi sửa đường nhấp nhô ngôn sứ. Tôi mời gọi giáo dân đi sâu vào sa mạc, đi một mình và tĩnh lặng để lắng nghe tiếng gọi sa mạc. Tôi đề nghị tới giờ ăn trưa trong tĩnh lặng, không ai nói gì, nhưng lắng nghe tiếng gió sa mạc thì thầm lời mời gọi của 2000 năm trước. Âm thanh vang vọng của sa mạc giờ vẫn còn vang vang nơi sa mạc của người thổ dân Úc Châu. Tôi chia sẻ với giáo dân sa mạc, sống trong sa mạc, chúng ta không có nhiều thương xá để mà bận rộn với những bận rộn thương xá của đời sống đô thị. Riêng tôi, tu sĩ sa mạc chậm lại một bước chân để lắng nghe tiếng gọi của ngôn sứ sa mạc tiền hô. Mùa vọng vẫn thế, vẫn là mùa của tiếng gọi ngôn sứ sa mạc. Hãy dọn đường, hãy chuẩn bị tâm hồn, chờ đợi giây phút con trời nhập thể. Lời nguyện, lạy Ngài, xin cho con thấy. Hãy mưa đừng cứu đời.
đêm u thôi, chúng con mong ngày mau tới. Như nay đang khát, ước mong mau tìm thấy xuôi. Chúa ơi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi, đón con đã hối tội rồi. Xem dân Chúa đơn đau mây sầu che lối, luôn mong chiến thắng đến đây cai tạo thế giới. Cứu dân đập tan xiềng xích tội nhân, Chúa ơi, lòng nhân từ Chúa không bờ. Hãy subscribe.